Vâng, Người tình trăm năm của nhạc sĩ Đức Huy, với một cây đàn hết sức khiêm tốn về tài chính, hết sức tiết kiệm, khoảng 600 đô la, tương đương với khoảng 14 triệu tiền Việt Nam. Chắc các bạn sẽ rất ngạc nhiên đúng không ạ? Vâng, một cây đàn trong hình thức đẹp như này, âm thanh như thế này, và rất là to cao mà lại chỉ có ngần ấy tiền. Vâng, bởi đây là một trong cây đàn mà chúng tôi được mua với giá ưu đãi tại bên hãng cung cấp, đơn vị cung cấp cho chúng tôi tại bên Nhật Bản. Và cây đàn này nó được thiết kế chỉ có hai pedal như các bạn xem trên ảnh, nên nó rẻ hơn những cây đàn khác. Nhưng thực chất để cho con em chúng ta bắt đầu học đàn với một chi tiêu tiết kiệm thì hoàn toàn cây đàn này đáp ứng được rất tốt. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng cây đàn này tốt gấp 10 lần cây đàn khi tôi bắt đầu học đàn piano. Vâng, gấp 10 lần cây đàn khi tôi bắt đầu đàn piano, hoàn toàn sử dụng rất tuyệt vời. Bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để các bạn cùng xem. Vâng, rất tuyệt vời. Với cái chi tiêu như vậy thì đây là một sự lựa chọn tôi nghĩ là rất là sáng suốt. Vâng, thay vì chúng ta mua một cây đàn piano điện thì đây là một cây đàn piano cơ, chúng ta có thể dùng được rất lâu dài và sự bảo hành của nó rất an tâm, không hay bị hỏng hóc. Và cái hỏng hóc chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được vì đây là đàn cơ, còn với đàn điện thì đôi khi là chúng ta buộc phải bó tay. Vâng, cảm ơn các bạn.